xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ giới thiệu các bạn một món đồ chơi rất là thú vị. Đây, món đồ chơi này tên là nhanh tay lẹ mắt. Và bây giờ mình tới công đoạn đập hộp. Thành thên. Đây là bộ bài quyền năng chứa các hình ảnh có trong bản đồ này. Còn đây là con dấu dùng để đánh dấu những hình ảnh trên bản đồ. Nếu tìm được hình ảnh đúng thì các bạn sẽ được tặng một xu vàng. Nhưng không dễ vậy đâu nha. Thời gian sẽ được quy định bằng chiếc đồng hồ cát này. Nói tới đây chắc các bạn cũng hiểu được sơ sơ rồi ha. Chúng ta bắt đầu chơi thôi nào. Chúng ta bắt đầu trò chơi thôi nào. Mình sẽ sở hữu con dấu màu xanh. Còn hai bạn? Của Chini là màu cam. Còn Lisa là màu đỏ. Hôm nay mình chỉ có được có 5 đồng vàng thôi. Còn mẹ mình cho mình có 4 đồng mà. Ha ha, mình 9 đồng. Bây giờ hả, mình đặt cược 3 đồng trên ván đôi đầu tiên luôn. Vậy mình đặt 1 đồng thôi nhé. Thôi, mình cũng theo 2 đồng. Trời ơi. Thôi được rồi, bây giờ mình gom lại, ai thắng vòng này sẽ được tới 6 đồng luôn nha. Hồi hộp quá. Rồi, mình lật lên nha. Wow, cuốn sách, quả bí ngô và con kính cục. Bắt đầu tìm. Cái gì cuốn sách? Quả bí ngô. Quê rồi. Rồi, chúng ta đã quê. Rồi, mình qua tìm hai nha. Để nó hoài nè. Thang. Máy bay. Xô cát và con khỉ. Máy bay. Đâu rồi ta? Con khỉ. Chơi kỳ quá đi. Xô cát. Xô cát. Yeah. Lại quê nữa. Lại quê nữa. Mình tiếp đi. Rồi. Còn lần cuối cùng. Cá nóc. Chữ E. Chữ xe. Ủa là hết này rồi sao? Ờ hết rồi. À, đâu cái nóc nào mà. Cá nóc rồi. Yeah. Ủa là sao? Quay tiếp rồi. Thì tiếng Anh lấy gì? Không, bây giờ mình đặt mình chơi tiếp. Mình lấy gì mình chơi tiếp. Vậy mình hết luôn. Mình đọc 3 đồng luôn. Ủa chơi nữa hả? Chơi nữa nó luôn. Chưa ăn mà. Thôi cái đó chưa ăn mà. Nó... Tại vì nó thích nó thêm 3 đồng nữa. Mình trồng 3 đồng luôn. Thì anh trồng hết luôn đi chứ. Thôi trồng đồng thôi. Thôi nãy trồng 3 đồng mà không trồng nữa đâu. Không có trồng đi chứ. Bây giờ để tới lượt mình lại bài nha. Rồi chuẩn bị. Nếu thích video này hãy nhấn like và nhớ nhấn subscribe để theo dõi kênh của tụi mình nhé. Người tuyết chữ T và con một chú hey, yeah yeah của chú hàng của tuyết của chú hàng 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 còn 1 đồng thôi, mình chỉ dán cuối nha. Cho 3 đồng nè. Để cho nó 4 đồng nè. Chuẩn bị. Chờ cho đồng hồ cát nó xuống hết đây các bạn ạ. Ủa nãy giờ bây giờ không cần đồng hồ cát luôn. Đứa nào đứa thắng trước thì đứa đó trước đi. Rồi. Vậy đó, 1 2 3 Remote. Wow. Yeah. Ôi, nhiều tiền quá nè các bạn ơi, nhiều tiền quá. Còn cái 1 đồng nè chơi. Mình thua rồi, hai bạn chơi đi. Nè, mình cho bạn 2 đồng. Bây giờ mình cho đặt cửa hết lần đi. Ừ, hết luôn bây đi. Bây giờ mình cho hết lần đi. Ủa gì kỳ vậy? Thôi mình để 3 cái lại làm vốn. Cho hết luôn. Ôi hôi quá trời luôn. Ai kêu mấy người chơi dở làm chi. Bây giờ mình cho mình lật ba thẻ bài một lượt luôn nha. Không đủ, không có đủ. Để ấy đâu. Vậy hai thẻ. Là sao? Hai thẻ cũng đủ luôn. À đủ.
lỡ mình tôi chơi tôi thắng rồi sao? Thắng thì ăn tiếp. Ăn tiếp. Ừ. Rồi nha. Không đủ cái này để cho tôi đặt nè mấy người. 1, 2, 3. Chị hoang mang. Đi. Có nó. Số. Ê, chơi gì kỳ quá. Chơi hết. Có hết rồi. Có hết rồi. Chơi gì kỳ quá, chơi hết. Có hết rồi. Chơi lại. Mà đúng rồi. Chơi bài rồi sao người ta chơi. Rồi lại hai nắm khác đi. Không, bây giờ mình bỏ tiền vô đây đi. Rồi. Một. Rồi nha, chuẩn bị nha. 1, 2. Để lên đây nè. Có heo rừng. Con ngựa. Thắng rồi. Có hỏi kìa. Từ chân cái rồi. Không hay. Không phải gì hết á. Ngược chiều không có thấy. Mấy người này chơi gì hả? Ngược chiều không có thấy được. Không có thấy gì luôn á ta. Không rồi. Ủa, có thiệt là ở trong này hết không vậy ta? Đây. Cái gì vậy? Học qua. Cái con, kia đâu con ta? Con đi thua trùi đùi. Không bên có lợi. Ủa còn cái gì vậy? Còn con heo rừng. Heo rừng rồi. Heo rừng rồi hả? Còn con ngựa. Kìa. Hey, yeah. Nhưng mà Chinny không ích kỷ đâu. Chinny chia cho mọi người nè. Bây giờ hả, hai người này thua nên là sẽ dẫn Chinny đi uống trà sữa. Chào tạm biệt các bạn.